tôi có một người anh trai hơn tôi 3 tuổi. Anh luôn cưng chiều tôi như một nàng công chúa, mặc dù tôi đã 19 tuổi rồi. Tôi thích gì, anh cũng tặng. Tôi muốn gì, anh cũng mua. Anh luôn nói, chỉ cần bé ngoan, nghe lời anh và bố mẹ, cả thế giới cứ để anh lo. Tôi hạnh phúc lắm, có một người anh trai tuyệt vời như vậy, có lẽ là may mắn cả đời của tôi. Năm nay, tôi có tham gia một câu lạc bộ tình nguyện do trường đại học đồng tổ chức. Lần ấy, làm việc mệt mài đến tận trưa. Mọi người đang ngồi dưới cây tránh nắng nghỉ ngơi. Bỗng từ đâu có một anh trai cao ráo trắng trẻo bước đến, đưa cho tôi một chai nước. Tôi ngơ ngác đón lấy thì anh nói, em là C, là em anh H phải không? Dạ đúng, anh là K, bạn của anh trai em. Hóa ra anh ấy là bạn của anh tôi. Chúng tôi trò chuyện qua lại, cùng làm quen thân thiết từ đó. Ngày ngày chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu mỗi ngày. Mỗi dịp câu lạc bộ tổ chức, chúng tôi đều trao đổi qua lại, cùng nhau tham gia. Tôi thích anh ấy lắm. Người con trai vừa dịu dàng, ấm áp, cư xử thì ôn nhu vô cùng. Trời ơi, tôi thật sự thích anh ấy. Tôi không dám bộc bạch nỗi lòng của mình cho anh trai nghe, vì sợ anh trêu. Anh trai tôi chỉ biết chúng tôi có quen biết nhau ở câu lạc bộ thôi. Thỉnh thoảng, anh tôi kể chuyện về Ca. Anh tôi khen Ca tốt tính, chu đáo, biết suy nghĩ. Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần thấy tình bạn của họ thật đẹp và tình cảm của tôi dành cho anh Ca ngày càng lớn. Những lúc ấy, tôi đều mỉm cười hạnh phúc trong mơ hồ. Tôi đã thích anh ấy đến nỗi hay mơ về anh, mơ chúng tôi nhìn nhau chăm chú cười ngốc, tôi vui lắm. Rồi một ngày, anh Ca đến nhà tôi chơi. Đây là lần đầu tiên anh đến. Lúc ấy, vừa bất ngờ vừa vui, tôi nhanh nhẩu mời anh vào nhà. Anh trai tôi liền rủ anh lên phòng riêng chơi cho thoải mái. Phòng anh tôi ở tầng 2, tôi không biết phải làm sao để lên đấy cho tự nhiên nhất. Vậy là tôi bới tung cái tủ lạnh, tìm được một chút hoa quả, liền cuống quýt bê lên. Tôi muốn được nhìn, được ngắm crush của mình. Nghĩ cái cảnh được ở gần người thương trong chính căn nhà của mình, khoái chết đi được. Nhưng rồi, vui vẻ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Lúc mở cánh cửa ra, bầu trời trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Hai người đàn ông trước mắt tôi, họ đang hôn nhau. Lúc ấy, tôi thực sự chết lặng, trơ mắt mà đứng nhìn. Tôi thực sự rất sốc, đầu óc như quay cuồng. Anh trai mê lì của tôi, người thường ấm áp với tôi, tại sao họ lại hôn nhau? Họ yêu nhau ư? Đầu óc tôi rối như tơ vò vậy. Tình huống khó xử ấy, tôi nhất thời không chấp nhận được. Tôi chạy xuống phòng mình khóa cửa ngồi khóc. Tối hôm ấy, anh trai vào phòng nói chuyện với tôi. Anh nói họ đã yêu nhau được 2 năm rồi, tình cảm của họ là chân thật. Anh mong tôi chấp nhận giới tính của anh. Thì ra anh tôi nghĩ tôi buồn vì anh là gay. Không, với tôi, LGBT chẳng có gì đáng trách cả. Đáng trách ở đây là tại sao hai người họ không thẳng thắn trước với tôi, để tôi phải lòng anh Ca, để tôi như một con ngốc tự ảo tưởng, tự đâm đầu vào tường vậy. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với ạ.